Vâng, xin được hỏi thạc sĩ chuyên gia phong thủy Nguyễn Trọng Mạnh. Bà Nhung được biết rằng là trong thời gian tới thì tập đoàn Xterozone của thầy cũng sẽ tổ chức một khóa học phi lợi nhuận, tức là chúng ta sẽ cầm tay chỉ việc và dạy học cho các học viên để họ có thể ứng dụng những kiến thức vào trong thực tiễn cuộc sống. Vậy thì thầy có thể thông tin nhiều hơn tới các quý vị khán giả để họ có thể hiểu rõ hơn về khóa học này. Chúng ta sẽ được học những nội dung gì và phi lợi nhuận, nhưng mà khóa học mà Nhung được biết là có thu phí đúng không ạ? Vậy thì ý nghĩa của điều này đó là gì thưa thầy? Cảm ơn bà Nhung. Câu chuyện xuất phát là như thế này. Và từ lâu thầy Mạnh làm một cái tâm thức này cũng sẽ rất nhiều người thân của thầy Mạnh sẽ bất ngờ. Vì tại sao là thân nhau như thế mà thầy Mạnh vẫn thu phí khi làm phong thủy? Và cũng có những người bạn thân rất phật lòng về điều đó. Thế thì sau bao nhiêu năm vận hành doanh nghiệp ấy, thì mình rút ra một cái kinh nghiệm xương máu. Giống như kiểu đi máy bay ấy, trước mắt là phải đeo mặt nạ dưỡng khí cho mình rồi mới đeo cho người bên cạnh. Và vừa rồi Bảo Nhung đã nghe chị Hiền nói đấy, doanh nghiệp phải tồn tại sau đó mới chuẩn hóa được. Thế thì cái mức phí mà thu này nó không nằm trong cái chiến lược kinh doanh của Đại Nam trong năm 2023, bởi vì khóa học này nó cũng không có kế hoạch từ đầu năm 2023, mà nó chỉ đảm bảo rằng là cho Đại Nam tồn tại để có sức làm tiếp và có sức giúp tiếp. Đến anh Chí này, thầy Mạnh vẫn lấy tiền, lúc đầu có vẻ phật ý, nhưng mà sau này anh thấy rằng cái quãng đường phát triển của thầy Mạnh thì thấy rằng điều đó nó là hợp lý. Chúng ta hãy giúp bằng tất cả cái tâm của mình, nó lớn hơn số tiền. Thế thì cái khóa học này nó xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ thời gian trước, cách đây khoảng gần 2 tháng thầy Mạnh có chuyến công tác gần 1 tháng ở bên Trung Quốc. Và chuyến công tác này khác lần trước là đi học, còn lần này ấy, là đi gặp gỡ rất nhiều thầy phong thủy và gặp gỡ rất nhiều doanh nghiệp. Mình chạnh lòng, mặt bằng ứng dụng phong thủy trong các doanh nghiệp và hộ gia đình của Trung Quốc họ cao hơn chúng ta một bậc rất lớn, bởi vì cứ nói đến phong thủy là họ biết phải làm gì rồi, và nhà nào cũng áp dụng. Họ không cung bái, vì đảng cầm quyền của Trung Quốc làm rất chặt vấn đề này. Và một điều mà sang bên đó khi đi trên vạn lý trường thành thì mới thấy được một điểm là gì? Họ đã bảo vệ long mạch quốc gia từ hàng nhiều nghìn năm trước đây. Toàn bộ vạn lý trường thành xây trên sống lưng của các dãy núi. Bao nhiêu cây số mọi người biết rồi? Vài chục vạn cây số. Thế thì khi mà xây vạn lý trường thành trên đó thì có nghĩa là không có câu chuyện cắt long mạch. Câu hỏi đặt ra, tường thành mà xây dài như thế thì ai trông? Vẫn trèo được mà. Đó là tư duy bảo vệ long mạch quốc gia từ thời Tần Thủy Hoàng, phải không? Mình thấy một điều kinh khủng khiếp như thế. Và mình mới thấy rằng là ở trong nước mình, cái phương pháp làm phong thủy người này hợp với hướng này, người kia hợp tuổi kia, nó ảnh hưởng một cách nghiêm trọng luôn. Nên cái khóa học này là một cái khóa học mang hết tâm huyết. Và thầy Mạnh hứa với tập thể ở Đại Nam, hứa với truyền thông là gì? Cống hiến từng phút giây lên lớp. Khóa học bình thường của thầy Mạnh và các anh em phòng kinh doanh ấy, thu rất nhiều tiền, nhưng chỉ dạy có 5 buổi thôi. Nhưng riêng khóa này thì dạy 6 buổi. Dạy 6 buổi. Và chưa bao giờ thầy Mạnh bắt một lực lượng, các chuyên gia hỗ trợ thầy Mạnh trong quá trình giảng dạy. Trừ khóa này, 32 người có danh sách kèm theo. Mỗi một bàn, một ông chuyên gia của tôi ngồi vào bên cạnh. Phải làm được, làm bằng được. Phải chứng minh cho tất cả người học thấy rằng là sau 3 ngày học, 6 buổi học, phải làm được phong thủy của nhà mình. Trước khi đến học, yêu cầu 100% người học phải mang bản vẽ của nhà mình đến, quay video đến. Sau đó các chuyên gia trợ lý, thầy Mạnh dạy, hỗ trợ, làm, cầm tay chỉ việc, làm đi. Làm nhà mình đổi gì, sửa như thế nào, làm luôn tại chỗ.
và đưa ra nhiều nhà, nhiều mô hình. Và tất cả những cái kiến thức của thầy Mạnh sẽ lén nết vào trong ba khóa này. Không tiếc kiến thức, không tiếc thời gian, không tiếc hơi thở, không tiếc nhân lực. Bằng mọi giá, khóa học này phải thành công. Tôi tuyên bố trước hội đồng quản trị, tôi không cần biết các anh phải chi bao nhiêu tiền, tôi không cần biết huy động bao nhiêu lực lượng, nhưng cứ mỗi bàn phải có một người. Mà phải được kiểm định nhé. Chuyên gia, phải là chuyên gia mà tôi đào tạo ra nhé. Chứ không phải là các cháu mới vào tuyển sinh mà cho ngồi đâu. Không phải thế đâu. Thế thì nói điều đấy thì mọi người biết rằng là để tâm huyết với khoa học này thì tâm huyết như nào? Thế thì có phải là phi lợi nhuận hay không? Mọi người đã biết rằng là ở Đại Nam thì cái chi phí liên quan đến Đại Nam thì rất lớn, bởi vì cái hệ thống Đại Nam nó rất là cồng kềnh, nó rất nhiều bộ phận. Thế mọi người nghĩ là như thế, tại sao thầy không tối giản đi để thu phí rẻ đi, bởi vì nương vẫn phải trả mà. Thế thì cái cồng kềnh ở đây không phải là như mọi người nghĩ, mà do cái chiến lược tới đây của Exhelon nó rất là lớn, nên cần phải chuẩn bị một nhân lực cực lớn. Hiện nay là hơn 100 cán bộ nhân viên trả lương cứng và 23 chi nhánh trên cả nước hoạt động. Thì rõ ràng chúng ta cần phải bộ máy hoàn thiện, chứ không thiếu được. Thiếu được. Thế nên là như Bảo Nhung vừa nói, tại sao mà lợi nhuận vẫn thu tiền, phi lợi nhuận vẫn thu tiền. Thực sự trong thâm tâm của thầy Mạnh, đây là phi lợi nhuận. Thế còn đương nhiên thầy Mạnh cũng không thể là cho toàn bộ hệ thống của Exhelon sau khi mình làm việc này mà đến cuối năm tổng kết, các em các cháu nhá, vừa rồi chúng ta đã cống hiến thế này nhá, tiền lương của các em các cháu vào đây nhá, thôi không có thưởng nữa, không thể như thế được. Ai cũng có gia đình mà. Cái câu chuyện cũng là tâm sự với tất cả mọi người như vậy, tận đáy lòng mong muốn mọi người đi học, mong muốn mọi người học xong về lan tỏa đúng theo tinh thần của Exhelon, nhân x là nhân, lan tỏa với những cái gì mình được học và truyền bá đi để cho mọi người cùng biết, cùng được hưởng. Tư tưởng là sẽ là đồng hành, chứ không phải là đào tạo xong là lấy tiền.